tự chết. Bạch Thế Tôn thật vi diệu, Bạch Thế Tôn thật hy hữu. Thế Tôn đã khéo nói, tất cả chúng sanh đều phải chết, chung cuộc là sự chết, đều không tránh thoát sự chết. Này đại vương, quả thật như vậy, tất cả chúng sanh đều phải chết, chung cuộc là sự chết, đều không tránh thoát sự chết. Này đại vương, giống như tất cả đồ gốm do người thợ gốm làm ra, chưa nung chín hay đã nung chín, tất cả đồ gốm ấy đều phải bể vùng, chung cuộc là bể vùng, đều không tránh thoát sự bể vùng. Cũng vậy, này đại vương, tất cả chúng sanh đều phải chết, trong cuộc. Này đại vương, tất cả chúng sanh đều phải chết, chung cuộc là sự chết, đều